Alo. Em có một đơn hàng quần áo á, khoảng 5 phút nữa em ra nhận nhà hàng giùm anh nha. À dạ dạ anh cứ đến đi lát nữa, anh đến thì anh gọi em. Rồi. Em ơi, ra nhận hàng giùm anh đi. Anh mang vào rồi để anh bàn giúp em nha. Em đang để giỏ tay tí tiền em để trên bàn á. Vậy anh cầm hàng vô luôn nha. Mày không ngờ xe này nó trúng trộm đúng không? Có chuyện gì vậy? Mày định cướp hết số hàng này rồi đem về cho con nhỏ này, đúng không? Này anh kia, anh nói chuyện cho cẩn thận nha. Anh mày nói sai tao kiện anh tội vu khống á. Tao bị kiện hả? Kiện hả? Kiện tội vu khống hả? Đưa cho tụi nó coi. Hôm nay sao? Hết hàng rồi đó. Giờ tao với mày kiếm cái nào nhiều hàng rồi làm vô. Lúc đó tha hồ mà có tiền xài. Chỗ tao á, cái thằng shipper nó hay giao hàng ở khu này nè. Giờ tao đặt hàng cho nó giao. Có gì mày ở ngoài cướp xe. Nè, giờ tao đặt cái đơn này nè, 100.000. Rồi để nó giao cái chỗ này. Khi mà nó đến đây nó giao hàng, tao sẽ viện cớ là tao bận để nó mang hàng vô. Lúc đó mày ở ngoài á, thấy nó vô một phát, mắc bẫy của tao một cái là mày vụt xe chạy luôn. Ok không? Ok. Vậy cứ làm theo cái quạt đi. Sao? Sao tụi mày lại có cái đoạn clip này? Đơn giản thôi. Hôm đó tao vô quán cà phê giao hàng cho khách, vô tình nghe hai đứa bay nói chuyện. Xui một cái á là anh shipper đó là anh tao, cho nên tao lập kế hoạch tóm hai đứa bay. Tụi bay gì bất ngờ lắm phải không? Anh ơi, anh tha tụi em đi anh ơi. Sao tụi em nhắm gì nữa đâu anh ơi? Tha cho tụi em đi anh. Hả? Hả? Lên phường mà xin.